nhằm triển khai thực hiện luật căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, Công an huyện Bình Xuyên đã mở đợt cao điểm triển khai thực hiện luật căn cước đến hết ngày 4 tháng 9 năm 2024. Theo kế hoạch, đợt cao điểm tổ chức cấp căn cước cho toàn bộ công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp căn cước hoặc căn cước công dân đủ điều kiện và khuyến khích thực hiện cấp căn cước với công dân dưới 14 tuổi, cấp giấy chứng nhận căn cước, thu nhận và kích hoạt 100% tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã được cấp trên phần mềm VNEID. Công an huyện Bình Xuyên cũng đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện, trong đó đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn tăng cường làm sạch dữ liệu dân cư luôn đúng đủ sạch sống. Đồng thời, công an huyện Bình Xuyên cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện Bình Xuyên ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đợt cao điểm cấp căn cước cho công dân trên địa bàn toàn huyện để tập trung vào công tác tuyên truyền 10 điểm mới của luật căn cước năm 2023, rà soát vận động các đối tượng từ đủ 14 tuổi trở lên chưa làm căn cước công dân gắn chip và khuyến khích công dân dưới 14 tuổi có nhu cầu làm thẻ căn cước để đi làm. Đồng thời chuẩn bị đủ các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị đường truyền để thực hiện đợt cao điểm cấp căn cước đạt kết quả cao nhất. Đợt cao điểm triển khai thực hiện luật căn cước trên địa bàn huyện Bình Xuyên được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8, các xã, thị trấn nộp hồ sơ làm căn cước qua dịch vụ công trực tuyến đối với công dân chưa làm căn cước, phải đăng ký được ít nhất 70% số công dân trên tổng số công dân cần thực hiện. Giai đoạn 2, từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8, thực hiện đăng ký hồ sơ cấp căn cước qua dịch vụ công trực tuyến cho 30% số công dân còn lại.